Bà con nha, thì trưa nay có anh trai ở ngoài Tuy Phước Bình Định ha, và ủng hộ em một con DC70, xe này anh trai lấy tầm giá 300 nha bà con, tầm giá trên dưới 300 ha. Thì tại vì khách hàng không muốn lên sóng cho nên là quay cái máy thôi. Rồi chiếc này thì em sẽ bảo dưỡng lại trong khoảng 7 ngày giao cho anh trai mình ha. Tại giờ máy em đang kẹt quá thì giao nó hơi lâu xíu. Rồi giờ bỏ qua cái chuyện máy này đi, giờ em đi sẽ đi báo giá dài dài mấy cái máy cho bà con xem, để bà con cập nhật mấy cái máy mới về sẵn đem cập nhật cho bà con xem luôn ha. Rồi bữa nay thì em gửi cho bà con một xe đời 2020 nha, giá dưới 300 triệu. Đây, gửi cho bà con chiếc này nha, 2020 giá dưới 300 triệu nha bà con. Chiếc này thì tình trạng động cơ zin bơm zin ha, đó bông cuốn còn được. Cái hàm này nó đã lót, nó tại sao mà nó không có lót cái hàm giống này em cũng chả hiểu luôn, không có lót hàm giống này ha, cũng chả hiểu luôn, mà lót nguyên cái hàm liền chắc nó mua không có hay sao. Rồi giờ mình đi vô cái phần ở trong bồn đây, bồn lúa đây còn thẳng nha, này dơ em xịt dầu á, này rửa cái là ra nè, còn thấy không đó, ốp hông nó đây hai miếng này còn chuẩn chỉ hết ha. Hai cái vỏ khoan, hai vỏ khoan thì có một cái đã lai rồi nha bà con, một cái thì đã lai rồi, là gắn vỏ mới á, mới tinh luôn á, cây khoan ở trong cũng mới luôn, tại bên đó nó mới bảo dưỡng xong ha. Động cơ nguyên bản nguyên si, bảo đảm 100% bao thợ chắc thoải mái ha. Đó, anh em cứ qua đây xem máy và chắc thoải mái. Con này thì em mới vừa về đây thôi ha. Mới về đó em còn chưa câu dây điện này kia đồ lại nữa. Sao em để y chang vậy mà ha. Thì động cơ nguyên bản nguyên si của nó ha. Chân cẳng đây, em gửi bà con coi dàn chân á. Đó. Đó, ở trong nó mới lướt nhẹ nước sơn thôi nè. Ở trong mới lướt nhẹ nước sơn thôi. Nhìn thấy không? Chân lăn là còn sạch nha. Chân lăn còn rất là sạch ha. Rồi đi ra ngoài. Đây, qua bên ốp hông bên đây sẽ gửi tới bà con mình những cái phần chi tiết bên đây. Cái bu ly này thì nó dán keo này tháo ra được ha, quặng bên trong. Quặng còn sạch, ok á. Có cái hàm nó lót nhìn ngộ quá, sao không lót cái hàm giống như mấy cái đời 20 này, hai miếng rời thì nó sẽ dễ hơn cho bà con sau này. Thì cái này bà con mua thì em sẽ cắt ra, em làm lại nếu bà con thích ha. Rồi, tủ lạnh thì do vận chuyển á cho nên nó móp méo thì em đã thay tủ lạnh mới rồi, mà tủ lạnh chính hãng 100% nha. Tủ lạnh chính hãng 100%, cái tấm bên trong này thì em gắn lại tấm zin của nó. Rồi, bốn miếng lưới. Ở đây thì bốn miếng lưới đập là bốn miếng lưới zin nhưng mà nó hơi mòn ha. Sàn đây là đã có độ lên sàn inox hết rồi. Nên bà con mình mua về thì để xài luôn, khỏi cần phải đổi ha. Khỏi cần phải đổi tới lui nữa. Em dặn nút vô một cái. Rồi, giờ đi dài dài lên cái băng tải. Đời 2020 thì băng tải đã lớn rồi ha. 2018 là băng tải đã lớn rồi. Đây. Bà con nào quan tâm xe dưới 300 triệu thì có thể tìm tới chiếc này nha. Dưới 300 triệu đời cao thì có thể tìm tới chiếc này. Rồi bên đây còn đời 2021. 2021 bên đây cũng còn đây anh em. 2021 nha. 2021 này thì zin 3 cục động cơ bơm số thì nó phải trên 300 chút xíu ha, trên 300 xíu thì em giao anh em con này. Đó, giờ em đi quay sơ qua cho chân cẳng này cũng còn sạch sẽ nha anh em. Đó, 2021 mà chân nhìn anh em nhìn đi. Mày chưa? Đó. Chân lăn gối bốn cái còn rất là sạch ha, lăn zin còn chỉ lai một hai con ở trong đó thôi. Rồi, anh em nào đang quan tâm dòng nào thì cứ liên hệ em. Cảm ơn anh trai ở Tuy Phước Bình Định nha, đã ủng hộ em một chiếc đó đời 17 hay 18 vậy. Đó. Về Tuy Phước Bình Định là chiếc thứ hai trong ngày. Sáng hôm nay thì có quý cơ quan ở bên Tiền Giang qua ủng hộ em con xe chở đất ha. Rồi, cảm ơn bà con rất nhiều. Bà con nào cần máy thì cứ liên hệ trực tiếp cho máy nông nghiệp Phi Tiên. Bên em 105 là còn được 4 đầu nha. Hai chiếc giá 300, lên bên 300 ha. 200 mấy, 300 ngoài xíu, 301, 302 gì đó. Một chiếc xe lướt, xe này TH thái xịn đi bà con, giá 600 mấy chục cành ha. Còn chiếc này thì 400 mấy chục cành. Rồi chạy xuống dưới luôn đi anh ơi. Chạy dưới luôn đi. Chạy dưới luôn. Về lên chạy dưới luôn. Rồi lên ga lớn luôn. Rồi chạy xuống, đỡ đắp hồng lại cho người ta, bảo dưỡng máy lại cho người ta luôn nè. Rồi lên ga bơm lên ơi.